Mấy cái ngoài này mờ quá. Anh Thu Quang nghe không? Nghe nè. Ồ, vô đây thấy rõ hơn. Sao phải như vậy? Gì anh? Thì mới có cái clip gì đó chọn nhau ở Texas hay đâu? À, không, bên châu Âu. Bên châu Âu nó đang đốt, nó đang ăn quên nữa, nó đang đốt vàng mã để chuẩn bị ăn Tết. À. À. Cúng ông nó là ông con táo hả? Đúng rồi, đốt vàng mã đem máy cưa máy cài gì vô, úi sao tùm lum hết. Năm nay tụi nó cúng lớn lắm, đưa tới gì xe hút hầm cầu lên nó thổi, nó rửa mấy cái tòa nhà cũng quá trời quá đất này nè. Không, Đức, Bỉ, Ý, ôi trời ơi chết mẹ rồi, đi qua tới Bồ Đào Nha luôn rồi. Đức, Bỉ, Ý, Bồ Đào Nha rồi cái này là đang ở bên bên Bỉ nè. Bỉ có luôn rồi, càng ngày nó càng lan rộng anh ơi. Tụi này năm nay nó ăn Tết lớn quá trời. Hà Lan hả? Ăn luôn, Mỹ Hà Lan luôn. Ừ, đúng rồi, Hà Lan nữa. Nói chung là gần như gần hết châu Âu á. Rồi, đem chuẩn bị mấy con này, chuẩn bị đem lên cúng đơm táo luôn nè. Tết hành đó hả? Người ta đang ở dưới ruộng dưới quê á, giờ bắt đầu gom lại á, gom lính tráng rồi lại chuẩn bị đưa lên. Không mà tính ra. Tính ra là mấy nước châu Âu họ chơi lớn hơn Việt Nam mình chứ không? Việt Nam mình là cái cục lắm là gì? À, chân bông nè, chân trái cây nè, đúng không? Hoặc là ai ấy nữa thì mua gà về mổ cúng bàn thờ tổ tiên. Cùng ở châu Âu nó chơi cả bò, dê, heo. Mình á, chơi nói thiệt ra một câu á. Không có gì Việt Nam mình chơi vẫn còn chơi đồ vàng mã. Việt Nam mình thua châu Âu chỗ đó. Anh nghe không? Anh nghe không? Anh Thu Quang? Đó. Ừ, Việt Nam mình á, còn chơi đồ vàng mã. Còn ở bên châu Âu người ta đó, là người ta chơi đồ thiệt không à. Ủa, đồ sống đồ thiệt không? Không có chơi đồ vàng mã đâu. Càng thấy được sống ở Việt Nam là một điều hạnh phúc. Đúng rồi, anh... bây giờ anh nhìn lại thử coi vòng quanh thế giới, anh có thấy ở bên Trung Đông á thì ở bên Trung Đông á thì nó bắn nhau tụi Israel với Palestine, ôi giời ơi người chết càng ngày càng đông la liệt. Bên kia thì Ukraine với thằng ông nội Nga châu Âu. Rồi biểu tình nó tùm lum tà la từ lưa tới lét hết. Trong khi đó Việt Nam mình tự nhiên cái bà con rần ra đường hết trơn à. Mà ai cũng lên đồ đẹp nữa, vui chơi. Thấy cái sự khác biệt nó rõ ràng không? Nghèo gì nghèo, ai nghèo ai giàu gì cũng biết. Tôi chơi là tới Tết là tôi phải chơi. Không những bà con Việt Kiều về ăn Tết Việt Nam mà rồi mà tụi Tây nó qua nó tất tới Việt Nam. Đúng rồi. Đừng dở nha, Tây qua nhiều lắm á. Nhiều anh. Chả hiểu sao năm nay mấy bác đi hội họp hay là làm ăn cái gì mà hết thằng này ấy ông nọ tới quá trời quá đất. Hội họp. Bởi đơn giản thế này, Việt Nam là bây giờ thí dụ Việt Nam là người nước ngoài đi, không phải là người Việt nha. Có ngày ngày để Việt Nam muốn đi du lịch á, chọn đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Châu Âu thì thôi thua rồi đó. Giờ qua châu Âu ăn Tết à? Châu Âu nó bắt đúng chưa? À? Mình nó ăn Tết giống như vợ phèo nói là châu Âu cũng bày đặt ăn Tết châu Á, nhưng mà ăn, nó chơi lớn quá nó ăn Tết mà y như thiệt là đó, thấy chưa? Bỉ, Bồ Đào Nha, Ý, Đức, Tây Ban Nha đồ này kia luôn, chết mẹ quá. Em có gắn chạy tiếng Việt ở dưới đó, anh chị em nào có coi được có tiếng Việt luôn.
Đúng Nó xem là cái hình ảnh này là những câu chuyện này, này. Thì không biết mình ra có người có nhớ hết tay không nha. Mình không hiểu là vấn đề là có linh nghiệm hay không mình không biết. Nhưng mà rõ ràng bây giờ mình nhìn lại cảm thấy là đâu đó cái lời tiên tri của bà Vanga đó nó dần dần thành tới Việt ra. Thấy giống đúng hả? Từ từ đúng không? Ừ, Việt ra biết nhớ cái vụ đó không? Mà bây giờ mình vừa Không, còn bà nói nhiều lắm, bà nói nhớ khúc nào? bà nhớ bà có một cái câu á là nước Nga sẽ vĩ lại là một nè, và cái gì châu Âu là lúc đó sẽ là tràn ngập với lúc đó thì theo cái diễn giải của họ đơn thuần là họ chỉ diễn giải là khủng bố IS hoặc là những thành phần gọi là di dân di dân bắt cho ra mời thử lại bắt rồi kìa. Đây 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 lên anh, lên đi anh, ráng lên anh. Đó. À, thấy chưa? Alo anh Bắc. Đó, chào. Dạ chào anh. Hello anh, chúc Trời mừng ơi anh. quá, kéo anh nãy giờ này mới lên được. Đâu có, tại mới tắt máy lại sửa. Đúng rồi. Đúng rồi. Máy anh nãy nó có hơi chút xíu trục trặc gì đó cho nên em nãy tới luôn. Tại vì hôm trước anh nhớ là hôm trước em anh nhớ là em mời lên mới được mà. Dạ. Ừ. Rồi. Thôi mệt ông ghê á, lên ý kiến ý cò gần Tết rồi sao rồi. Ừ, ghê mà về cái con vợ nó cạo không còn cọng lông. Xin chào các bác. Dữ Bác không? khỏe không? Bác đâu rồi? Cái chuyện em hoài rồi anh bác. Anh bác đâu rồi? Nó bảo là nó ở chỗ Washington đó, Việt Nam biết không? Dạ. Nó gần chỗ bà chị anh nhá, rồi bảo là hôm trước bảo là định qua bà ấy chơi hôm tháng 10 rồi cũng định qua bảo nó dọn lại đi chỗ khác mà thổi nhà hôm qua mẹ. Hẹn qua thôi mình hồi đa đi em là chỉ có hồi đa với Ôi, chim bác anh bác ở anh bác mốt mà có qua Mexico làm á ừ bay qua Florida cũng rất là gần nha anh bác, phải không vậy gần ta đó. Ông mà qua đây cho anh muốn thì tét xịt còn thôi là Florida cho anh bay của hai bên luôn sát bên luôn. Bên Bắc Âu cái giờ này lạnh dữ ha. Đâu có em, tại vì hồi nó bị kẹt hồi tháng 12 nó báo tuyết thôi chứ bây giờ là nhiệt độ nó cứ trung bình khoảng từ 6-7 độ, 6-7 độ nó cứ đàn tàn tàn vậy thôi. Gì vậy ta? Ừ. Nghe nói Bắc Anh Âu là phải nghe tới Bắc Âu thôi là đấy là sắp rét rồi. đúng Đúng rồi chứ rồi, hôm nghe nọ Bắc nghe Bắc hôm Âu là nọ phải ôi rồi đông mẹ hôm nọ coi như là anh thức dậy sớm, cái tật của anh hay thức dậy sớm, bữa dậy sớm trong khoảng 4 giờ sáng, ui trời ơi sao dòng nó bay ui đấy, bắt đầu mở cửa mở không được em, tức là ở ngoài trước cửa sau, cửa trước cửa sau nó tắc tuyết vô như vậy cao khoảng 1 thước ấy. Wow. Ừ, bắt đầu anh mới mặc quần áo lạnh anh đi ra để anh kiếm cái xẻng xúc tuyết ấy, thì bà xã anh bà lại khóa ở ngoài cái nhà kho. À, đi từ nhà ra cái nhà kho nó chừng khoảng 5 thước thôi chứ bao nhiêu đâu, bà mẹ phải chui qua cả thước nước ấy mà tuyết ấy, mà đi coi nó ngập đến 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 bụng em ơi, nó lạnh quá luôn. Em Bắt chạy em ra chạy qua lấy mấy cái đó rồi cái em biết anh xẻng xong ơi. về coi như là ra lấy cái xẻng xong rồi chỉ mở được cái lối đường đi thôi nha em. Ô mẹ Mà phút bữa đó là nó âm 14 độ. bên em ngày hôm nay là 20 độ á, ở bên này 23 đẹp C mà, đã luôn. bữa nay trời quá đẹp. Ừ, 20 độ C. Trời đẹp lắm bởi em ngồi ở ngoài từ sáng giờ. Bên anh là hôm nay ban ngày là được 9 độ này, chiều xuống là 6 7 độ, hôm nay 7 độ. Ừ. 7 độ C. Ừ. Từ mấy ông anh mình phải có nắng có gió không có cái đó. Ủa có anh Bắc với lại Việt Phai rồi có anh nào mình xin chào luôn, cái lỗi anh Phú Ba là ai vậy em? Thơ Quang, anh Thơ Quang. Quang, bữa nay sao giọng nói nghe lạ quá. Tại vì nó vừa nói chuyện mà nó vừa ngậm kẹo mà. Bạn đó, em chị trẻ, trong bên này thời tiết nó lạnh quá. Em về Việt Nam rồi em hưu rồi cái là mấy anh em mình quá nghêu nhưng ngao mà hết rồi. anh Alo thích cái Việt ra Phai là Việt cà Phai nói chứ 2030 em mới Việt Phai lâu quá. phê. À, lúc đó anh chết tiêu Alo, rồi mấy ông anh không biết còn chống gậy nổi không? Phải cho thằng em anh ơi kiếm tôm mớ lú rồi chứ.
22 phố đi bộ ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nè, dễ sợ chưa? Dữ vậy hả? Đúng chứ, bây giờ mà anh nói phố đi bộ là có 22 cái phố đi bộ ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Trời ơi. À đúng rồi, ở bưu viện có cái nữa. Đấy, thì cũng là bưu viện, cũng là phố đi bộ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, giờ phố đi bộ ở Thủ Đức. Phố đi bộ Thủ Đức là Thảo Điền, phố đi bộ Thảo Điền thì phải. Bưu viện hơi xô bồ đó anh Bắc ơi. Bưu viện, đúng rồi, bưu viện. Nhà anh ở đó mà, Tây. Bưu viện thì... Nháo nhát. Tức là nhà... nhà ba má anh ấy là ở giữa con hẻm, tức là từ bên phòng ngũ lão bắc vào bưu viện. Thôi em cứu trước nha, em cứu trước nha, ba anh em nói chuyện nha, em cứu trước nha. Và... cứu chân nãy giờ hơi bị lâu rồi đó. Bây giờ mà giờ sớm mà thường thường là 4 giờ sáng mới ngủ chứ. Lại đây ca. Ừ. Lại đây ca. Tết ông nhắc ngủ cái gì không biết nữa, mệt ghê. Tôi còn giác cạnh hay cái đầu ông ơi. Giác Tết nghỉ giác đi. Đói à, quá đói chết luôn à. Mấy bữa nữa là mấy bữa nữa là đóng nghỉ rồi. Lương bà cũ không đủ sống đâu à, đói chết luôn à. Lương bà cũ. Ok. Chào tạm biệt mọi người nha. Rồi. Okay, cảm ơn mấy anh. Rồi. Ok anh. Dạ. Cũng ngon anh. Đấy. Đấy thì bởi vì Việt Nam bây giờ phố đi bộ quá trời vui luôn, nhiều lắm. Ừ. Ừ. Nè. Châu Âu, anh Bắc ở bên châu Âu xứ lạnh như vậy, Tết anh bên anh có tổ chức Tết hay gì không? Có, ừ. Em về bên này ủa, Nam giờ phải quá dữ luôn, ngủ nghe gì tầm này. Nó cái gì bên này nó tụi nó cũng tổ chức nhưng mà ít đi lắm, từ hồi mà anh sang đây mấy chục năm anh đi có lần. Ngày xưa đầu thập niên 80 Bắc Tết anh cũng hồi đó mà còn trẻ thích đi đi vô coi, tại vì nó tổ chức thi hoa hậu này nọ. Bên này thì không có, bên này không có tổ chức hoa hậu, bên này nó chỉ có tổ chức buôn bán rồi ăn uống những cái món ăn của Việt Nam này kia nọ, nhưng mà đến đó là toàn là cái kiểu như là so cựa xem là mày làm bao nhiêu tiền, rồi xe cộ chạy cái khỏe tay rồi đánh nhau thôi, dùng mà đéo đi nhá. Em thì đi thì tại vì tổ chức thi hoa hậu hoặc là thi ca sĩ thì em đi coi, nhưng mà chưa kịp coi bắt đứng chọc cờ. Anh không thích cái đó này thì đương nhiên đúng mấy cái đó em cặp cờ đâu phước bạch niệm luôn á, mẹ đi tới đây mà cốt coi thì ca sĩ thì nó bắt cặp cờ không cờ Mỹ cho đã tới thì tao hòa nó bởi vậy mấy cái không bao giờ đi nữa. Bởi vậy mấy cái mà tổ chức mà coi mấy cái đó là không bao giờ có mặt em. Đúng rồi, sau đó cho nên mấy chục năm nay không bao giờ đi, từ xưa đến giờ không bao giờ em vô. Lúc còn mới qua hồi anh xưa thì còn vô đáp vô một hai lần cái đó thời biển không anh mò, đúng không? Ở bên này nó cũng có tổ chức chào cờ cho cùng anh đéo đi mẹ mày đéo là đó em, cái đó là em khó chịu lắm. Đúng rồi, trời, tại đó em thấy nó vô lý. Đúng rồi, vô lý, liên hệ quá vô lý. Rồi nhưng mà vô mấy cái chợ Tết đó thì thường là ăn uống thì mình ăn một ăn mấy cái đồ ăn này nó có ngon gì đâu anh, nếu mình thích đó, thì ra nhà hàng ngồi ăn là ngon. À, không phải, nhưng mà bên anh ấy, thì ở đây đa số nhiều cái nhà hàng nó không bán cái đó, nhưng mà ví dụ chẳng hạn như là mình đi là ví dụ như mình mua ba cái bánh chưng bánh xiếc hoặc là cái này cái kia, ví dụ vậy, bánh chưng bánh tét hoặc là mấy cái đồ ăn vặt rồi mấy bà mua ví dụ chẳng hạn thế thôi, chứ còn bảo là đồ ăn bây giờ bún phở thì nhà mình cũng nấu ăn được vậy. Thì mà ngồi ăn thì cũng có chỗ ngồi có thoải mái ngồi ở trong mấy cái tét này, em thấy nó vô lý, em thấy cả đi tới đi lui. Anh như là bà xã anh mà biết anh thích ăn bánh tét bánh chưng đồ mặn, cho nên là trước cách đây cũng khoảng 2 tuần là bà đã làm cho anh mẹ 4 cái bánh chưng 4 cái bánh tét. Mẹ về được có 3 ngày anh quất mẹ hết còn có đúng cái. Em thì em khói bánh chưng mà chiên lên ăn ở đây. Ồ, chiên lên đây thì anh chuyên môn anh chiên ăn đấy, xong bắt đầu mà gì lên đó. Đây, bắt đầu bà xã anh bà bảo thôi để một cái để thứ sáu này là thắp nhang cúng ông bà chiều 30 mà thì bà làm sao mà làm. Giờ gia đình anh có cúng ông chới bà Tàu không? À không, tại vì năm nay bà xã anh bà ở bên chỗ thằng con lớn cho nên là anh chả cúng gì hết, là chỉ có thắp nhang cho ông bà già thì thế thôi. Không, nhưng mà em cũng khuyên mấy anh em lớn tuổi tí xíu Tết nhất tới nơi rồi, bánh chưng bánh tét thịt thà kho khét gì cũng bớt bớt lại chút nha. Ôi
Em nói cái vụ đó anh hiểu rồi, nhưng mà em có biết không, cái hôm vừa rồi, tức là trước ngày 20, trước tháng 12, à trong trong cái tháng 12 anh cũng cảm cúm. Bắt đầu anh mới, tại vì chúng cái cuối tuần cái thứ hai đi bác sĩ, bắt đầu ra bác sĩ anh bảo thôi mày, tao cũng sắp đi, mày coi mày kiểm tra tổng quát đồ, mẹ nó chích cho mấy ống máu, nó thử máu thử miếc các cái, nó mẹ đến giờ này sao máy của mày chạy vẫn tốt quá, không hay thì ngon, không tiểu đường, không áp huyết cao, không mỡ, máu mỡ miếc gì hết, sức khỏe vẫn ok. Nó hỏi mày đi làm thấy sao, bảo đi làm bình thường. Nó bảo thôi nhưng mà bây giờ đi làm bình thường là bình thường, nhưng mà sức khỏe lớn rồi thì làm nó bớt bớt lại, đừng có giống như hồi xưa. Bảo ok thế đó. Người ta nói cái tưởng là cholesterol cao lắm đó chứ. À không, ừ, anh mẹ đi khám khỏe re luôn, ngon lành. Mấy cái đồ ăn Tết của mình đó, là em thấy đa số nó là quất vô một cái là cholesterol gì á. Em biết không? Nó lên. Việt Lai biết không? Việt Lai với cả Duy Tân biết không? Anh lại có một cái tật đó là anh rất thích ăn thịt mỡ. Ví dụ như ba giỏi, ba nước phải có mỡ mới được. Hoặc đấy, là ví dụ ba giỏi bò, ba giỏi heo, hoặc là ăn phở phải có nước béo. Rồi mấy đứa nhỏ ăn cái bà xã nhỏ mà ăn béo sợ quá mẹ, sợ với mỡ, nhưng mà ra khám thì không có vấn đề gì em. Lạ. Ờ, mà còn bánh ngọt thì anh này mày ăn như điên. Wow. Em thì cũng thích ăn thịt mà phải có mỡ một chút. Còn thôi là em ăn chocolate á, chocola. Ừ, quất ác lắm. Thì đây chocola đây nè, bà xã anh là bà ở bên Đức về, cứ lần bà mua cho anh hộp hai hộp anh cũng ăn như điên. Thế nhưng mà có điều là mấy đứa nhỏ bảo xã mà sợ, bảo anh sợ bị tiểu đường là kia kia, thì bà xã nhưng bà cũng dính dáng tí tiểu đường, nhưng mà sao máy móc của mình nó chạy tốt thế không biết. Chắc là anh làm việc anh đi tới đi lui nhiều không? À không, đúng rồi, anh làm việc thì anh làm việc cực kỳ luôn mà. Rồi vậy có thể vì như vậy như thế là nó cũng giúp anh. Đúng rồi, ngồi hoài một chỗ. À không dễ bị... Anh làm việc như là tay chân rồi mà xách rồi kéo rồi lôi rồi vác rồi cái gì cũng là. Rồi. Tại vì ví dụ như là cái thằng sếp đi, thằng kỹ sư đi, nó xuống nó đưa cho anh một cái bản vẽ của cái máy đó, thì anh phải tự đi đo cái ống đó, rồi anh phải tự cái máy bơm đó, anh tự gắn, tự liếc, anh tự làm hết mà. Anh là hệ thống nước nóng đúng không anh? Cái gì em? Anh làm về hệ thống nước nóng hả? Cái gì cũng làm về nước nóng, nước nước ở đây. Mới nói cho Việt Nam với Thái Quang ở đấy nè. Tức là anh về Việt Nam anh chơi xong sang đây là ngày 20, ngày 21 là anh phải chở máy bay bay về Trung Quốc. Tức là công ty nó đưa anh về bên đó, xong rồi Trung Quốc, xong rồi nó vừa thông báo 4 địa điểm. Tức là Trung Quốc là 1, Mexico là 2, và Ý là 3, và Việt Nam là 4. Thế cũng vui, vậy thôi tay anh chi. Làm được có tiền vừa vui. Ừ. Ừ, ở nhà buồn lắm. Làm được về Việt Nam, làm có tiền mà còn ở Việt Nam nữa thì quá đã luôn. Ừ. Nếu em thì em không thích làm cái công việc em nữa anh ơi. Em ngồi một chỗ kiểu làm về, em làm về kiểu nhớ về sóc quê anh. Ừ. Mà nó không có nhúc nhích gì trên. Thôi anh chỗ, đi, mà anh sợ cái công việc văn phòng lắm. Anh là thuộc loại về tay chân, chứ làm văn phòng anh mẹ nhức đầu lắm. Làm ngồi chân mệt. Ừ. Mệt lắm. Ừ. Nói chung là hồi xưa là anh cũng về Việt Nam, anh làm 2 tháng ở nhà máy sữa Trường Thọ Thủ Đức, rồi 8 tháng ở ngoài Hà Nội rồi. Nói chung mình cũng biết rồi. Hồi xưa thì về còn ít, Việt Kiều về làm lắm, chuyên gia ít lắm. Anh em thì em cũng hên, còn lại mấy thằng bạn già hồi xưa còn đi học ở Việt Nam, rồi còn tiểu học á, ở cùng sớm, bây giờ em về em cũng ở sớm đó cho trời nên ơi, biết hết cho nên anh, về tụi cũng còn vui lắm. Anh về rồi mẹ bạn là cũ đó, học đó hồi xưa rồi, mẹ lính tráng đệ tử anh đó, đủ mẹ về, mẹ nó nhà nó có tiền, mẹ nó xin tiền nó mình cho, nó còn chơi ít nữa. Đó, có nhiều thằng thế ấy mà thôi, đủ mà tránh mặt nên mấy người mẹ không cho cũng phiền, mà cho cũng phiền mà thôi thôi dẹp. Nói chung là bạn bè em thì nó đỡ có một cái sao ông này bị đớp rồi, đỡ có một cái đứa nào cũng có công ăn việc làm ăn ok cũng vui. Thì tụi nó cũng có công ăn việc làm em, thậm chí nó còn có quán luôn mà. Yeah. Có cà phê luôn mà. Thế chứ mình đúng mà gặp mặt mình nó thở kề khổ. Trong khi đó là bao nhiêu người khổ. anh cư xá sao không có camera? Check lại, tắt cái máy anh mở lên lại anh cư xá. Đâu ấy rồi, nó tuột xuống rồi. Ổng bị rớt.
Nói ừ, rớt rồi. Ờ, nhưng mà chắc ấy đi, anh đi, chắc anh cũng chuẩn bị đồ đạc đi, ngày mai đi làm. À, mai đi làm hả anh? Dạ. Ừ, mai anh đi okay, sớm em hơn, tại vì anh có một cái công việc, tức là anh phải là giải quyết cho nó trước xong, trước 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 10 giờ. Dạ, dạ. Ừ. Ok anh bác. Tại vì rồi, cái máy nó, cái máy anh làm là đến 10 giờ nó đặt xe đến để lấy đi á. Chắc mai chắc anh đi 4 giờ sáng ấy. Oh wow, đi sớm nè. Ừ. Giờ bên anh mấy giờ ta? Giờ này nè. Bây giờ là 8 rưỡi tối. 8 rưỡi tối, ok. 8 rưỡi tối chủ nhật. Yeah. Em thì giờ 1 giờ rưỡi trưa chủ nhật. Chắc em cũng chuẩn bị xuống rồi, cũng dọn dẹp vòng vòng rồi quanh quẩn ở nhà, dọn dẹp nhà thôi chứ cũng chả làm gì ngày hôm nay. Ừ, thôi được rồi. Rồi, ok anh. Dạ, cảm ơn anh lên chơi hôm nay. Rồi.